Chào quý vị và các bạn, trước mặt chúng ta đây chính là chiếc Kia Yamaha Exciter 150 2019 phiên bản nâng cấp ra mắt ngày 3 tháng 8 vừa qua. Còn đây là phiên bản mới ra mắt, bản kỷ niệm 20 năm của Yamaha tại thị trường Việt Nam. Cái ngoại thất dễ nhận diện nhất trên cái phiên bản đặc biệt này chính là cái màu sơn trắng bạc. Mình sẽ lại gần cái màu sơn trắng bạc này các bạn xem. Đây là màu trắng này, trên là màu trắng bạc. Một cái số những cái chi tiết điểm nhấn trên cái chiếc Exciter 150 2019 phiên bản 20 năm này chính là cái logo 20 năm year anniversary. Hai cái hình bông hoa, hai cái hình lá lúa hay là cái bông lúa gì đó mình không rõ lắm, và khá là nhiều màu mè. Xanh này, tím này, vàng này, hồng này. Tương tự cũng là bộ tem nó cũng có những cái màu như thế. Các bạn đây, bộ tem đây. Chiếc Exciter nó có những cái màu tương tự như cái logo 20 năm anniversary. Tại cái tay nắm dắt phía sau thì có màu xanh ngọc. Xanh ngọc khá là đẹp. Tại cái khiên này, cái khiên ở trên đầu xe, phía trên phụ đèn pha full led 3 bóng này cũng có màu xanh ngọc rất là đẹp. Tại đây cũng là những cái màu tương tự như cái logo 20 năm được trang trí hai bên cái mặt nạ này. Đèn định vị dạng led thiết kế rất là ngầu trên những chiếc Exciter rồi. Bánh trước về kích thước lớn hơn so với thế hệ cũ 80, 90, 80 bánh đĩa. Bánh sau thì vẫn như cũ, không tăng. Tại cái vị trí này thì có cái màn hình LCD này, mình xe mới mình chưa lắp ắc quy nên nó sẽ không, khi các bạn bật lên nó cũng sẽ không hiển thị. Tại đây thì có thêm cái công tắc passing vượt. Đây là cái tắt bật động cơ, tắt bật hệ thống điện động cơ. Cái cuộc cũng có màu bạc luôn cùng với màu ngoại thất nữa nhé. Bánh đĩa đi sau, bánh tổng số là 120/70, 17 inch, 5 chấu sơn đen hình ngôi sao. Chiếc này thì được phân phối chính hãng với giá 47.990.000, 8 triệu, khá là đẹp. Vua trong phân khúc xe côn tay 150. Động cơ vẫn là loại 150cc, chưa được nâng cấp lên 155 các bạn nhé. Vẫn là cái động cơ cũ, quen thuộc trên thế hệ cũ. Logo Yamaha, tem không quá rườm rà nhưng trông khá ấn tượng. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Yamaha Việt Nhật 231 Tôn Đức Thắng. Ở đây cũng là một đơn vị bán xe đúng giá, khá là đúng giá, tại bán Exciter rất đúng giá, khá hiếm khi giá bị đội tại đây. Hôm nay mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.